Chào mừng các bạn đã quay trở lại với K Cộng Sport. Vào cuối tuần này, các giải vô địch quốc gia sẽ tạm nghỉ để nhường chỗ cho các đội tuyển thi đấu vòng loại Euro 2024. Những trận đấu hấp dẫn và kịch tính hứa hẹn sẽ không khiến các bạn phải thất vọng. Và ngay bây giờ hãy cùng chúng tôi điểm qua một vài trận đấu đáng chú ý. Ở bảng B, Pháp tự hào về thành tích 100% toàn thắng sau 4 trận. Những chú gà trống Gauloa sẽ tiếp đón Cộng hòa Ireland ở lượt trận tới đây. Cộng hòa Ireland có chuyến làm khách gặp The Blues tại sân công viên các hoàng tử trước khi tiếp đón Hà Lan 3 ngày sau đó. Hai trận thua có thể chấm dứt hy vọng giành quyền tham dự giải đấu lớn nhất châu Âu vào mùa hè tới của họ. Pháp đã bất bại trong 8 trận gần nhất gặp Cộng hòa Ireland với 5 chiến thắng và 3 trận hòa kể từ trận thua 2-3 ở vòng loại World Cup vào tháng 10 năm 1981. Pháp cũng chỉ thua một trong 2-3 trận vòng loại giải vô địch châu Âu gần nhất, đó là trận thua 0-2 trước Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 6 năm 2019. Còn trận thua gần nhất trên sân nhà của họ là trước Belarus vào tháng 9 năm 2010. Trong khi đó, Cộng hòa Ireland không thắng trong 7 trận làm khách gần nhất trước Pháp kể từ chiến thắng 2-0 trong trận giao hữu vào tháng 5 năm 1937. Trận đấu giữa Pháp và Cộng hòa Ireland sẽ được diễn ra vào 1:45 rạng sáng ngày mai mùng 8 tháng 9. Ở bảng C, Anh sẽ gặp Ukraine tại Stadion Meski ở Wroclaw với mong muốn kéo dài thành tích lên 5 trận thắng sau 5 trận. Việc giành quyền tham dự giải đấu mùa hè tới dường như đã nằm trong tay của đoàn quân huấn luyện viên Gareth Southgate. Anh đã giữ sạch lưới 6 trận trong 9 lần gặp Ukraine, bao gồm cả 3 trận gần nhất kể từ trận hòa 1-1 vào tháng 9 năm 2012. Ukraine chỉ thắng 1 trong 9 trận gặp Anh, đó là trận thắng 1-0 ở vòng loại World Cup vào tháng 10 năm 2009. Ukraine đã thắng 2 trận gần đây nhất, đánh bại Bắc Macedonia và Malta vào tháng 6. Lần gần đây nhất họ thắng 3 trận liên tiếp vào tháng 10 và tháng 11 năm 2019. Nhưng sẽ không dễ để cho đội bóng này lặp lại thành tích ấn tượng đó khi tuyển Anh hùng mạnh đang chờ đợi ở phía trước. Cuộc chạm trán giữa Anh gặp Ukraine sẽ được diễn ra vào 1:45 rạng sáng ngày mai mùng 8 tháng 9. Ở bảng E, Cộng hòa Séc đang dẫn đầu nhưng họ chỉ hơn đội nhì bảng có mỗi một điểm. Séc có thể củng cố vị trí dẫn đầu bằng chiến thắng trước Albania vào rạng sáng ngày mai. Trong khi đó ở bảng F, Áo và Bỉ sẽ cạnh tranh với nhau để giành ngôi nhất bảng. Áo đang dẫn đầu với 10 điểm, nhiều hơn Bỉ 3 điểm. Bỉ sẽ tìm cách giành quyền kiểm soát bằng các chiến thắng trước Azerbaijan và Estonia trong 2 tuần tới. Ở bảng G, Serbia và Hungary đều có 7 điểm và đối đầu với nhau tại Belgrade ở trận đấu tới. Vì thế Montenegro có thể tìm kiếm được lợi thế nếu có chiến thắng trước Lithuania. Cục diện bảng H đang diễn ra hết sức căng thẳng, chỉ có 2 điểm cách biệt giữa Phần Lan ở vị trí đầu bảng và Slovenia ở vị trí thứ 4. Kazakhstan cùng số điểm với Phần Lan và xếp ở vị trí thứ 2, còn Đan Mạch đứng ở vị trí thứ 3. Trong khi đó, hai đội cuối bảng gồm Slovenia và Bắc Ireland sẽ đối đầu với nhau để níu kéo cơ hội đi tiếp. Slovenia không thắng trong 4 lần gần nhất gặp Bắc Ireland kể từ trận thắng 2-0 ở vòng loại World Cup trên sân nhà vào tháng 10 năm 2008. Trận sân khách gần nhất của Bắc Ireland gặp Slovenia là vào tháng 9 năm 2010 ở vòng loại giải vô địch châu Âu. Họ thắng 1-0 nhờ vào bàn thắng của Corey Evans. Slovenia chỉ thua 1 trong 10 trận sân nhà gần nhất tại vòng loại Euro, đó là trận thua 0-1 trước Áo hồi tháng 10 năm 2019. Trận đấu giữa Slovenia gặp Bắc Ireland sẽ được diễn ra vào 1:45 rạng sáng ngày mai mùng 8 tháng 9. Ở bảng G, Bồ Đào Nha gần như chắc chắn có một suất dự Euro 2024 sau khi giành được số điểm tối đa cho đến nay. Slovakia sẽ hy vọng có chiến thắng trước Bồ Đào Nha để có thể vươn lên ngôi đầu bảng. Trong khi đó, những chú ngựa Luxembourg đã giành được 7 điểm sau 4 trận mở màn và tiếp đón Iceland. Cả hai trận đấu này đều diễn ra vào 1:45 ngày 9 tháng 9. Khi thời gian đếm ngược đến Euro 2024 đang diễn ra thì các đội tuyển sẽ phải nỗ lực hết sức để giành lấy một vé tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu. Đức là nước chủ nhà cho giải đấu mùa hè tới. Tây Đức đăng cai tổ chức giải đấu này vào năm 1988, nhưng đây sẽ là lần đầu tiên Đức tổ chức giải vô địch châu Âu kể từ khi thống nhất. Euro 2024 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 14 tháng 6 đến ngày 14 tháng 7 năm 2024. Lễ bốc thăm của giải đấu sẽ diễn ra tại Hamburg vào ngày 2 tháng 12. Với tư cách là nước chủ nhà, Đức được xếp vào hạt giống ở bảng A và sẽ chiếm vị trí A1, nghĩa là họ sẽ thi đấu trận mở màn ở Munich trên sân Allianz Arena vào ngày 14 tháng 6. Trận chung kết sẽ diễn ra tại Olympia Stadion ở Berlin vào ngày 14 tháng 7. Đức đã đủ điều kiện tham dự vòng chung kết với tư cách chủ nhà. Điều đó đồng nghĩa sẽ có tổng cộng 23 suất vào chung kết được lấp đầy thông qua kết quả của vòng loại châu Âu kéo dài đến tháng 11 năm 2023 và thông qua các trận playoff dự kiến vào tháng 3 năm 2024. Đó là tất cả những thông tin đáng chú ý của loạt trận vòng loại Euro tới đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.